Nhằm nâng cấp hệ thống tàu điện ngầm thì gần 300 con tàu của thành phố Boston thuộc tiểu bang Massachusetts, Mỹ sẽ được thay thế toàn bộ trong thời gian tới. Và điều đáng nói là những con tàu này sẽ được dán nhãn Made in China. Sở Giao thông Vận tải Massachusetts vừa đồng ý phê duyệt dự án thay thế 300 chiếc tàu tại thành phố Boston do công ty CNO Trung Quốc thực hiện. Giới chức bang cho biết CNO là nhà thầu tốt nhất trong số 6 nhà thầu tham gia đấu thầu. Công ty này cũng hứa hẹn đảm bảo chất lượng cho dự án với giá cả hợp lý. Ông Jeffrey Gonneville, giám đốc cơ khí tại Trung tâm Điều phối Phương tiện Massachusetts, gọi tắt là MBTA, cho biết. Lợi thế của CNO là họ có kinh nghiệm và năng lực sản xuất, do vậy mà lời đề nghị của họ cũng có sức mạnh hơn. Dự án trị giá 567 triệu đô la Mỹ dự kiến sẽ khởi công vào đầu năm 2018. Ông Lucy Wei, chủ tịch của CNO, cho biết cạnh tranh về giá chỉ là một tiêu chí. Chiến lược đấu thầu cũng đóng một vai trò quan trọng bởi các đối thủ của ông đều đặt giá khá cao trong vòng đầu tiên. Công ty CNO đang có kế hoạch xây dựng một nhà máy tại Springfield, cũng thuộc Massachusetts, thay vì phải thuê nhà máy. Như vậy sẽ có ít nhất 250 việc làm được tạo ra. Ông Liu nói rằng cách này không chỉ giúp giảm chi phí dự án mà còn giúp công ty mở rộng phạm vi hoạt động tại thị trường Mỹ. Chúng tôi chọn Springfield không chỉ vì dự án này mà còn là vì những kế hoạch trong tương lai. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều về chi phí cũng như các vấn đề pháp lý. Công ty CNO Trung Quốc thuộc quản lý của nhà nước đang nỗ lực để vươn tay ra thị trường quốc tế, nhưng đồng thời cũng rất thận trọng, nhất là sau khi chính phủ Mexico vừa đơn phương chấm dứt một hợp đồng đường sắt với CNO.